Mình có 30 câu thôi. Mình có 30 câu nhưng mà mình sẽ có những skill rất độc trong cái buổi học ngày hôm nay. Câu đầu tiên ạ. Glucid carbohydrate chỉ chứa 2 gốc glucose trong phân tử. Glucid carbohydrate chỉ chứa 2 gốc glucose trong phân tử. Thế thì chúng ta phải hiểu thế này nhá. Tinh bột của chúng ta ấy, thì là chứa rất nhiều gốc. Đúng không ạ? Maltose là 2 gốc glucose rồi đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án B. Maltose mặc dù giảm tải nhá. Maltose mặc dù là kiến thức giảm tải nhưng thầy vẫn cho đây bởi vì thầy sợ rằng ở trên lớp các em vẫn học. Nhá. Câu số 2 ạ. Câu số 2 nào. Những chất đều có khả năng tham gia phản ứng gì? Thì các bạn nhớ này. Tinh bột cellulose là polysaccharide. Bọn này là polysaccharide này. Polysaccharide. Còn saccharose và maltose là disaccharide. Disaccharide. Thế thì cả anh polysaccharide và cả anh disaccharide thì nó đều có chung một đặc điểm chung, đấy là chúng nó đều thực hiện phản ứng thủy phân. Các bạn nhớ chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhá. Câu 2 đáp án A. Đấy thì chúng ta cần phải nắm được vững những cái điều này để mình làm xịn hơn, mình làm chuẩn hơn cái đề thi của chúng ta. Câu số 3 là câu mà được trích từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc lần 1 nhá. Các bạn lưu ý này. Tên gọi nào sau đây của este? Mình học este chắc là cũng phải học được tầm 2-3 tháng rồi. Này, thế mà có thể là rất nhiều đứa là dễ bị sai cái câu này lắm đấy. Này, các bạn để comment xem đúng không nào. Tên gọi nào sau đây là của este? Tên gọi nào sau đây của este? Anh này là tên là gọi là gì ạ? Metin gì ạ? Metin format. Đúng không ạ? Metin format, đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án A các em nhá. Đáp án A. Rồi. Thầy Tuyên Dương các bạn sau đã trả lời rất là đúng này. Tuyên Dương, bạn Thị Hiền, bạn Ngọc Linh, bạn Việt Em, bạn Minh Lê, bạn Nhật Huy Nguyễn, bạn Chăn Ga, bạn Lê Huy Việt Anh. Thế Tuyên Dương, tất cả các bạn đã comment rất là đúng. Úi dồi, bạn Lê Huy Việt Anh còn để hẳn Ava thầy nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Câu số 4 á. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đấy thì các em rất hay bị sai về các phát biểu này. Chính vì vậy nên là thầy đã soạn ra một bộ câu hỏi dễ hay sai. Và thầy đã đăng ở trên fanpage của thầy. Vì vậy nên các bạn nhớ là click nút chuông xong rồi theo dõi fanpage của thầy để chúng ta chọn nhá, chúng ta chọn đáp án đúng hoặc sai để thầy biết rằng là chúng ta đang bị rỗng ở phần nào để thầy có thể trước mỗi cái buổi live thì có thể nhắc lại phần kiến thức cho các em. Được không ạ? Câu số 4 ạ, phát biểu nào sau đây là đúng? Ở đây đề bài hỏi là phát biểu đúng ạ. Ở đây đề bài hỏi chúng ta phát biểu đúng nhá. Saccharose là mất máu nước brom. Sac không có nhóm CHO nên không mất máu brom đâu. Glucose bị khử bởi ung dịch AgNO3, cái này là nhiều bạn bị sai nhiều nhất. Các bạn phải hiểu đấy nhé. Đây này, glu tác dụng với AgNO3 trong NO3 để tạo thành bạc. Thì bạc cộng về bạc không, lúc này bạc đóng vai trò là chất oxy hóa. Thì glucose nó là chất khử và chất khử thì không thể bị khử được. Mà chất khử nó là phải làm sao ạ? Bị oxy hóa cơ. Được chưa? Vậy B vẫn sai. Sen có cấu trúc mạch phân nhánh, sai tiếp. Đúng không? Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Đấy đúng chưa? Đấy, bạn nào học thầy thì chắc chắn không thể bị sai câu 4 này được. Và câu 4 của chúng ta đáp án đúng là đáp án D các em nhá. Đấy các em thấy xịn không? Đây, câu số 5 đây, một câu về amin. Thầy nghĩ rằng là nếu mà những cái bạn nào mà thi trước cái khoảng thời gian bây giờ thì sẽ không có amin, nhưng những bạn mà bắt đầu thi giữa học kỳ sau cái khoảng thời gian này thì các bạn ấy sẽ có amin trong phân tử. Vì vậy nên ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một cái skill để giải nhanh cái bài tập cháy của amin. Và cũng nói với các em được một điều rằng là đây là một cái skill cực độc mà thầy chỉ dành riêng dạy cho các bạn trong khóa học S1 của thầy thôi. Và cái khóa S1 thì các bạn được học tất cả, full tất cả các skill đặc biệt của thầy, đặc biệt gì nhá. Thì câu số 5 này là một câu amin nó đơn giản thôi. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, chúng ta lưu ý là từ ở đây từ đơn chức. Thì amin đơn chức ấy, thì mình được ký hiệu nó là CXHIN. Đơn chức thì chỉ có 1 nitơ. Thì đốt cháy nó thì mình thu được hỗn hợp gồm CO2, N2 và H2O. Thì cái câu chuyện mà giải về bài tập amin nó rất là đơn giản thôi. Đầu tiên bước 1 mình đi tìm số mol nhá. Số mol CO2 là 8,4 chia 2,4 bằng 0,375 ạ. 0,375. Còn số mol của nitơ thì nó bằng là 1,4 chia cho 22,4 bằng 0,0625. 0,0625. Và số mol nước của chúng ta là 10,125 chia 18 bằng 0,5625. 0,5625.
Thế thì đến đây các bạn nhìn thấy điều gì? Các bạn cùng quan sát với thầy nhé. Đây là một câu ở trong đề đại học khối A năm 2007. Mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Đấy, nitơ trước phản ứng nhá, mình nhìn này, nitơ trước phản ứng thì chỉ nằm trong CHIN, còn nitơ sau phản ứng thì nằm trong N2. Vậy mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Bảo toàn nguyên tố nitơ. Thầy ghi này ra để cho các bạn mà không biết các bạn có thể hiểu nhá. Thì nitơ ở trong ban đầu này, một nitơ này thì một lần số mol của CHIN thì bằng nitơ sau phản ứng nằm trong N2 này, có 2 nitơ. Vậy là bằng 2 nhân với 0,0625. Được chưa? Bằng 2 nhân với 0,0625 thì bằng bao nhiêu các em? Đây, 2 nhân với 0,0625. 2 nhân 0,0625 bằng 0,125. 0,125. Vậy đáp án đúng của chúng ta chưa xong đúng không? Mình tìm được ra số mol cháy là 0,125. Thì quan trọng ở đây nó là tư duy. Tư duy nó mới làm nên sự khác biệt. Tư duy mới làm nên sự khác biệt. Vậy đây mình có này, suy ra này, số nguyên tử carbon này chính bằng số mol CO2 dành cho những bạn chưa biết chia cho số mol cháy. Và số mol CO2 ở đây là 0,375. Và số mol cháy mình vừa xác định được bằng 0,125. 0,375 chia 0,125 bằng 3. Bằng 3 thì nhiều bạn, rất nhiều bạn, rồi cảm ơn bạn Lê Huy Việt Anh, sẽ có rất nhiều bạn sẽ comment luôn là C3H9N nhá. Sẽ có rất nhiều bạn comment là C3H9N. Nhưng đừng từ từ em ạ, từ từ đừng để bị lừa nhá. Đừng để bị lừa, đừng để bị đảo bản tính lừa. Ở đây đề bài đã cho chúng ta số mol nữa. Vậy mình cần phải tìm số mol, số nguyên tử hydro. Được không ạ? Thì mình sẽ có số nguyên tử hydro, nó sẽ bằng là 2 lần số mol nước chia cho số mol cháy. Ok không? Và 2 lần số mol nước ở đây là 2 nhân với 0,5625 chia cho số mol cháy ở đây là 0,125. Được không ạ? Và bằng bao nhiêu ạ? 2 nhân với 0,5625 chia cho 0,125 bằng 9. May mắn cho chúng ta cái này nó đúng là C3H9N. Nhưng mà sẽ có bài nó thành C3H7N đấy, để nó lừa cái việc mà quán tính các bạn hay không tô. Ok chưa? Thì là ở cái chỗ phần này nhá, thì thầy muốn hướng dẫn chúng ta cái skill là gì đấy. Số nguyên tử carbon trung bình thì bằng NCO2 chia N cháy. Số nguyên tử hydro thì bằng 2 lần N nước chia N cháy. Và mình cũng nắm được luôn cái bảo toàn đây. Một lần với amin đơn chức thì một lần CXHIN thì chính bằng 2 lần số mol N2. Ok chưa? Ok nhá. Đấy, tí nữa xuống tiếp xem chúng ta còn gặp những cái câu skill như này nữa không để mình còn áp dụng. Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Hợp chất CH3COOC2H5 có tên gọi là gì? Câu này là một cái câu của Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng lần 1 năm 2022 ấy, để thi thử đấy ạ. Tên gọi là gì ạ? Nhiều bạn quên lắm. Thầy biết mà, bởi vì các bạn là hay thường bây giờ các bạn học đến amin, amino acid rồi đấy, các bạn quên sai cái ete luôn. Anh này tên gọi là etin gì ạ? Acetat đúng không? Etin acetat. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. Etin acetat ạ. Câu số 7. Úi dồi ôi, hỏi bên trên giờ lại hỏi bên dưới luôn này. Etin acetat thì có công thức cấu tạo là gì ạ? Etin acetat thì có công thức cấu tạo là gì? Thì là gì ạ? CH3COOC2H5 đúng không các em? CH3COOC2H5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhé các em nhé. Câu 7 đáp án D. Thầy lại tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án D. Tuyên dương bạn Tùng, tuyên dương bạn Minh Lê. Đấy, tuyên dương bạn Lê Văn Định, tuyên dương bạn Nguyễn Linh. Câu số 8 ạ. Đây này, câu số 8 này mới thú vị này. Câu đề được trích từ đề khối A năm 2013. Đây là những câu mà nếu thi là những câu các em sẽ dễ bị sai lầm nhiều nhất. Những câu phần lý thuyết cực hay và chúng ta hay bị vấp. Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dịch H4 loãng. Đấy, các em nhớ này, thủy phân nhá. H4 đun nóng, vậy là đây thủy phân trong môi trường axit. Thì những thì mình lật ngược lại vấn đề đi, mình tư duy ngược lại đi. Thì những cái anh nào mà không bị thủy phân? Thì những anh mà monosaccharide đúng không? Monosaccharide thì không bị thủy phân. Mà nó chỉ bị lên men thôi nhá, không bị thủy phân trong môi trường axit. Vậy này, ý A loại glucose mono này. Ý C loại glucose không bị thủy phân này. Ý D loại fructose không bị thủy phân này. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì? Đáp án B, sac.
tinh bột và sen nhá. Đáp án đúng đáp án B. Dễ chưa? Câu số 9. Câu số 9 này là câu top 1 sai lầm. Top 1 sai lầm của giới trẻ là câu số 9. Đấy, các bạn thử làm cho thầy xem nào, câu số 9 đáp án gì. Khổ lắm cơ, các bạn rất hay bị lừa. Mà lại bị lừa vào những câu dễ. Khổ cực. Có nghĩa là câu khó thì tôi mình đã không làm được rồi. Thế nhưng mà câu dễ mình lại tô sai cơ. Thế mới nhục, không còn đường nào mà trốn. Đúng không? Các bạn có thấy thế không? Bao nhiêu bạn đi thi bị như vậy. Thì thôi cố gắng nhỉ. Coi cái buổi live này của thầy để không bao giờ bị sai ngu nữa. Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucose có 5 nhóm hydroxin nhé. Thí nghiệm chứng tỏ có 5 nhóm hydroxin. Top 1 của sự sai lầm là các bạn cho tác dụng với lại CO2 lần. Đây là top 1 sai lầm. Và đa số các bạn sẽ chọn phải đáp án này. Nó khổ thế. Tại sao các bạn lại chọn vậy? Tại vì là các bạn nghĩ rằng là thì glucose tác dụng với CO2 lần nó là gì? Nó là phản ứng của OH đa kề. Thì nó chứng minh 5 nhóm nhưng sai, lầm hoàn toàn. Bởi vì các bạn không học lý thuyết thầy nên các bạn bị sai đấy. 5 nhóm OH. Thì để mà chứng minh nó có 5 nhóm OH thì nó phải tạo thành este 5 chức. Đây này là tiến hành tạo phản ứng este. Từ chốt, từ cốt ở đây là este của glucose với anhydride acetic. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B, các bạn nhớ nhá. Nhớ kỹ cho thầy câu này. Lừa nhiều lắm. Năm nào cũng lừa phần này nhưng mà năm nào có học sinh đi. Ok chưa? Đấy. Úi dồi ôi, câu số 10 này. Câu số 10 một câu sử dụng skill của thầy này. Câu số 10 một câu sử dụng skill của thầy này. Nhưng câu này dễ. Đúng không? Thì nó ở vị trí câu số 10 này thì dĩ nhiên nó dễ rồi. Nào các bạn thử làm nhanh cho thầy xem câu số 10 đáp án gì. Để năm 2017 nhá, mã 203 nhá. Được chưa? Nào. Bạn Đức bảo lại 9 à, bữa trước cũng 9. Bạn ấy đang kêu là top 1 của một sự lừa dối là câu 9. Đúng rồi. Nói chung là những câu 9 thường hay ảo lắm. Câu 9 lấy 9 điểm mà nó ảo. Ảo ma Canada lắm. Nào câu số 10 nào. Câu số 10 các bạn cùng comment đáp án cho câu 10 đáp án gì. Đốt cháy lại là amin đơn chức nhá. Amin đơn chức. Vậy với amin đơn chức thì mình nó sẽ là CXHIN đúng không? Bằng oxy đúng không? Ồ ngon thế, bài này nó còn cho mình cả số mol rồi này. Nitơ này, số mol là 0,05 này. CO2 này, số mol là 0,3 này. H2O chưa cho số mol. Đây là có gì ảo ma Canada ở đây đây. 6,3 chia 18 bằng 0,35 mol H2O. Thế thì thôi bây giờ mình không phải ghi cái biểu thức bảo toàn nữa nhé. Mình nhẩm được luôn, mình vẽ sơ đồ rồi mình nhẩm được luôn. Bảo toàn nitơ, trong này 2 nitơ này, 0,05 nhân 2. Ra này luôn. Bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được số carbon. Nó bằng là số mol CO2 là 0,3. Chia số mol cháy là 0,1. Bằng 3. Đừng bạn nào tô ngay C3H9N nhá. Mình nó cho mình số mol của nước này rồi. Thì mình phải đi tìm xem là bao nhiêu nguyên tử hydro. Được không ạ? Mình phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Số nguyên tử hydro bằng 2 lần số mol nước, 2 nhân 0,35. Chia cho bao nhiêu ạ? Chia cho số mol cháy là 0,1. Vậy là bằng 7. Đấy, thấy không? Đây này, đây là 7 này. Đứa nào mà tô C3H9N là toang đúng không? C3H7N thầy bảo rồi mà. Đề thi hay lừa cực kỳ luôn. Và đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì? B. Sorry, C. C. Thế thì nhân tiện ở đây thầy nêu lại cái skill để mà giải nhanh các cái bài tập cháy của amin nhá. Thì ghi lại đây để cho bạn ghi lại vào vở hoặc để cho bạn nốt lại. Skill. Đây ạ. Giải nhanh bài tập cháy amin. Cháy amin. Thầy có hai skill. Hai skill kinh điển nhá. Skill thứ nhất. Skill thứ nhất là gì? Nếu nó là amin no đơn hở thì mình luôn luôn có N nước trừ NCO2 chia cho 1,5 bằng N amin. Đấy là một. Skill thứ hai là số nguyên tử carbon trung bình chính bằng NCO2 chia N nước
Số nguyên tử hydro trung bình luôn bằng 2 lần N2, sorry, 2 lần NH2O chia cho N cháy ạ. Lỗi ạ, chỗ này là N cháy ạ. N cháy. Các bạn nốt lại nhá. N cháy, đây là mấy cái skill đơn giản cơ bản. Mình còn có skill về bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì mình luôn luôn có là khối lượng của amin cộng khối lượng của oxy luôn bằng khối lượng của CO2 cộng với khối lượng của nước cộng với khối lượng nitơ. Nhưng đây là skill cơ bản, cái skill đơn giản. Mình còn cái skill nữa là khối lượng của amin thì bằng 12 lần N CO2 cộng 2 lần N nước cộng 28 lần N2. Được chưa? Đây là những skill cơ bản chuyên để giải các bài tập cơ bản về cháy amin. Thế còn lại những skill đặc biệt để giải những bài tập đặc biệt hơn thì tẹo nữa xuống phía dưới này. Nếu có câu nào đặc biệt thì thầy sẽ phô cho chúng ta. Được không? Ok nhá. Bạn cứ đọc bạn bảo em vừa thi 5 điểm giờ thầy mới like. Đâu, thầy like từ lâu rồi. Tuần nào thầy cũng like cho các em. Chắc là Nguyễn Đặng hôm nay mới nhìn thấy thầy like, chứ còn thực ra là tuần nào thầy cũng like nhá. Tuần nào thầy cũng like. Được chưa? Chắc mình chưa có duyên. Ok không? Câu 11 ạ, các bạn nhớ cáp lại màn hình nhé, để bạn ghi lại. Đây, ui dồi, 11 các bạn đã comment nhiều lắm. 11 này, chất béo là trieste của glycerol với anh nào? Cái này cũng quên nhiều. Thực ra là các bạn là quên nhiều. Các bạn đi thi, các bạn cứ học trước quên sau ấy. Thực ra bởi vì bản chất các bạn học trước quên sau là bởi vì các bạn không nắm rõ bản chất. Nhá. Trong khóa S1 của thầy, tại sao các bạn học sinh của thầy lúc nào điểm cao? Bởi vì các bạn nên nắm rõ bản chất. Thầy dạy lý thuyết kỹ lắm. Xong mới chia dạng bài tập, chia dạng bài tập cũng kỹ. Mà chia dạng bài tập kỹ xong học hiểu bản chất xong là có skill giải nhanh. Thế thì bá đạo, bá đạo trên từng hạt gạo. Câu số 11 ạ. Chất béo là trieste của glycerol. Chất béo là trieste của glycerol với gì? Với axit béo, đúng không? Ok. Nào, câu số 12 ạ. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide? Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Thì disaccharide mình có anh nào ạ? Mình có hai anh. Một là gì? Saccharose. Hai là gì? Hai là gì ạ? Hai là gì? Hai là maltose. Vậy disaccharide là B. Saccharose 13. Chất béo là thức ăn quan trọng của con người. Chất béo thức ăn quan trọng của con người là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra một lượng lớn chất béo dùng trong công nghiệp để sản xuất cái gì? Đây này, sai nhiều lắm. Thề luôn. Sản xuất cái gì ạ? Xà phòng và glycerol nhá. Được chưa? Xà phòng và glycerol nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Ok chưa? À, bạn Lê Đê Đức, bạn ấy hỏi là sao em không thấy đề toàn không có vận dụng cao ST đồng đẳng hóa hoặc quy đổi. À, bạn Đức ơi, bởi vì đề này của thầy, thầy đã nói từ đầu buổi live là đề này để ôn tập lại lý thuyết cho các bạn chắc đúng. Nhá. Còn lại về phần vận dụng cao ST đồng đẳng hóa hoặc quy đổi thì thầy dạy ở bên trong khóa S1, bởi vì muốn sử dụng được những phương pháp đấy chúng ta cần phải học bài bản nhá. Cần phải có sự hướng dẫn dẫn ngay từ đầu, chứ còn những buổi live như thế này nếu mà thầy chữa những phần vào đây thì đa số các bạn đều không hiểu. Thấy chưa? Và thầy chọn làm những cái phần mà đa số các bạn bị sai, đa số các bạn bị sai lầm để thầy chữa cho các bạn, để các bạn đạt được cái kết quả ngay lập tức. Hiểu ý thầy không? Nào câu 14 này. 14 này sai nhiều. Thực sự mà nói câu 14 này top 1 sai lầm học sinh luôn nhá. Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch AgNO3 trong nửa ba đun nóng? Lưu ý ở đây là từ tạo kết tủa nhé, tạo kết tủa thôi chứ chưa chắc đã là trắng gương. Có nghĩa là nó tạo kết tủa màu vàng cũng là kết tủa, mà tạo trắng bạc cũng là kết tủa. Vậy chỉ cần tạo kết tủa thôi. Vì tương đương với việc là từ mà tạo kết tủa AgNO3 trong nửa ba này thì nó là có chó này, có HCOOR phẩy này và có là an một in cũng được. Được chưa? Vậy là gì ạ? Đây mình nhìn này. Đầu tiên mình thể hiện lên vinin acetylen. Đây, anh này có liên kết ba đầu mạch này, có hydro linh động này. Vậy là nó tạo thành kết tủa màu vàng các em nhé. Vậy là anh này được. Được chưa? Glucose thì là chắc chắn có nhóm CSO rồi. Ngon lành cành đào rồi.
Nhưng axit propionic thì không. Đúng chưa? Glucose được, glucose được. Aldehyde acetic CH3CHO có chó tráng ngư ừ, đáp án đúng là đáp án B. Các bạn thấy chưa? Những câu này các bạn dễ bị sai lầm nhiều lắm. Gặp các bạn toàn sai thôi. Đây, câu 15. Câu 15 đây, bắt đầu sai lầm. Câu 15 thì không giải theo cách giải chậm nữa. Và câu 15 này thì giải theo skill giải nhanh. Các bạn cùng chú ý vào đây nhé. Đây là một skill giải cực nhanh. Và nó sẽ giúp cho chúng ta x. Thôi, thầy cứ nói giảng nói chạy x 3 lần tốc độ. Đầu tiên, đọc kỹ đề bài cho amino đơn chức. Amino đơn chức. Thứ hai, tìm số mol CO2 đã này. 28,6 chia cho 44 bằng 0,65. Số mol nước bằng 18,45 chia 18 bằng 1,025. Vậy ở đây mình có điều gì? Amino đơn chức. Vậy công thức tổng quát nó là CnH2n cộng 3n các em nhá. Cái này mình phải nhớ nhá. Cái này mình phải nắm được. Thế thì anh này đốt cháy ấy, thì mình luôn luôn có một điều gì? Luôn luôn có một điều là gì ạ? N nước trừ NCO2 chia cho N cháy bằng 1,5 đúng không? Và từ đó mình tìm được N cháy luôn. Bằng 1,025 trừ đi 0,65 chia cho 1,5. Và bằng bao nhiêu ạ? Xem nào. 1,025 trừ 0,65 bằng chia 1,5 bằng 0,25 mol. 0,25 mol. Vậy suy ra cái N cháy này bằng 0,25 này. Đến đây các bạn sẽ giải theo cách cổ điển, nhưng thầy sẽ giải theo cách của thầy một cách cực nhanh. Đến đây thầy tìm được số người từ carbon trung bình này. Carbon trung bình mình học rồi, có phải carbon trung bình chính bằng số mol CO2 là 0,65 chia cho số mol cháy là 0,25 không? Đúng không ạ? 0,65 chia 0,25 bằng 13/5, 2,6. 2,6 đẹp luôn. Đến đây các bạn phải đi tìm đúng không? Các bạn phải đi tìm xem nó là amin nào. Và nếu các bạn đi tìm là amin nào, mô hình chung các bạn đã bị sai. Bởi vì thế này, đây đề bài không cho đồng đẳng kế tiếp. Nếu bạn nào mà chọn ra nó là C2 và C3 thì các bạn đã bị sai bản chất của bài tập. Mà đến đây này, giải nó cách thầy mình này. Ơ, mình nhìn thấy đây là 2,6 đúng không? Mình thấy vào đấy. Thì nó là C2,6 này, H này, 2 x 2,6 cộng 3. 2 x 2,6 cộng 3 bằng bao nhiêu? 8,2 N. Và số mol này mình biết rồi. Số mol bằng 0,25. Vậy có phải đến đây mình tìm được khối lượng luôn không ạ? Các em, mình tìm được khối lượng luôn không ạ? Mình lấy 0,25 nhân phân tử khối. 0,25 nhân phân tử khối này này, 12 x 2,6. 12 x 2,6 cộng với 8,2. 8,2 cộng với 14 bằng 13,35. Các em thấy xịn chưa? Xịn chưa? Đáp án đúng, đáp án A có đúng là tăng tốc độ không? Thực ra đây là thì trình bày cho các em nhìn thôi, chứ còn thực ra nhá, những bạn học thầy nhá thì những cái này vèo phát ra đáp án luôn. Kinh không? Chúng ta luôn có những skill để cần tìm. Quá xịn. Rồi thì cảm ơn Kim Anh Nguyễn. Chào Kim Anh Nguyễn. Và đây các bạn Nguyễn Khoa, bạn ấy bảo là em rất thích các skill giải nhanh của thầy. Cảm ơn em rất nhiều. Và đấy là em còn đang học live ở ngoài tường thôi. Còn nếu mà em học ở bên trong khóa S1 của thầy thì còn vô vàn skill dã man nữa cơ. Kinh điển nữa cơ. Câu 16 ạ. Câu 16 ạ. Chất X có công thức cấu tạo là CH3COOCH3 và tên gọi của X là gì? Nào. Chất X. Nào. Chất X có công thức cấu tạo là CH3COCH3 thì tên gọi của X là gì ạ? Tên gọi của X. Nào, tên gọi của X là gì? Cảm ơn Nguyễn Phúc Phương Anh nhá. Thank you em nhiều. Ôi. Hóa ra Kim Anh Nguyễn là cháu ở đây à? Chào cháu nhá. Câu 16 đấy các em thấy không? Thầy có cháu. Cháu còn hơn tuổi bọn em nhưng thầy vẫn chưa có người yêu. Bởi vì cả cuộc đời livestream cho học sinh ạ. Câu 16 ạ, chất X có công thức cấu tạo là CH3COCH3. Vậy nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ tên là gì nhỉ? Metin acetat. Đúng không? Metin acetat. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án A.
quá dễ dàng. Đây, câu 17 này này. Câu 17 này này. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ạ? Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Các em lưu ý nhá. Cái từ ở đây là từ không thủy phân. Thì cái phần kiến thức này là các em rất hay bị tô nhầm này. Thì những chúng ta cần chú ý nhá. Những anh mà không thủy phân ấy là những anh monosaccharide. Và monosaccharide. À, mono này không phải là mono em trai Sơn Tùng đâu nhé. Không phải mono waiting for you đâu ạ. Đây là gì ạ? Monosaccharide là gì? Là glucose, là fructose. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Câu 18 ạ. À. Câu 18 dễ hơn. Chất nào sau tiếp tục hydro tạo thành sorbitol? Câu này thôi đừng hỏi nhỉ. Glucose hoặc fructose. Đáp án đúng là đáp án gì ạ? Đây, câu 19 đây. Top 1 của sự sai lầm tuổi trẻ. Đâu rồi, các bạn trẻ đâu? Vào comment cho thầy câu 19 xem đáp án gì. Một câu từ năm 2008 gần bằng tuổi của các em nhưng các em vẫn bị sai. Gần bằng tuổi các em đấy. Cái năm này mà ra đề. Lúc đấy các em bao nhiêu tuổi? Nhưng mà các em vẫn bị sai. Thế mới khổ. 19 ạ. Số chất trong dãy tham gia được phản ứng trắng gương. Lúc này đề bài là hỏi trắng gương nhé. Lúc thì hỏi phản ứng AgNO3 trong đợt 3, lúc thì hỏi trắng gương đúng không? Vậy là để làm được đúng những câu này chúng ta cần phải có một cái nền tảng kiến thức thật là chắc chắn. Thế để trắng gương thì phải là gì? Phải điều kiện nó là gì? Phải có chó này, hoặc là HCOO này, R phẩy này, đúng không ạ? Vậy là gì? CH2 là chỉ có kết tủa vàng thôi, chứ không có trắng gương nhá. HCSO là 1, HCOH là 2, CH3CSO là 3. Anh này là ceton không có, maltose có trắng gương. 1 2 3 4 4 anh. 4 anh ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì? D. Rất tiếc cho các bạn chưa chọn phải đáp án đúng. Đau đớn chưa? Đau đớn không? Quá đau đớn nhỉ. Làm sao nhỉ, cứ câu số 9 với câu 19 nhiều bạn sai thế. Đúng không em? Nào câu 20 nào. Đây đây, 20 sử dụng skill của thầy đi các em. 20 ứng dụng luôn skill của thầy xem nào. Đây, trong đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia năm 2022, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương nhá, mới toanh nhá. Thầy lấy đề mới toanh cho các em đây này. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin. Đây, đề bài lại cho amin no đơn chức mạch hở. Đây. Đề bài lại cho 2 amin. Đấy, bạn Minh Lê bảo đọc nhầm đề nên chọn CH2, thấy không? Đi thi chỉ cần chọn nhầm đề thế là đó là out top rồi. Nào, 2 amin no đơn chức thì mình có công thức tổng quát là gì? CnH2n cộng 3n, đúng không em? Cần vừa đủ oxy. Oxy ở đây cho vừa đủ nhá. Được chưa? Số mol của oxy bằng bao nhiêu ạ? 0,735. Thì thu được CO2 và H2O. Mình tìm được số mol của H2O là 11,7 chia cho 18 thì bằng bao nhiêu? 0,65 mol. 0,65 mol. Ok chưa? Thế thì đến đây chúng ta phải tinh ý tí. Là chúng ta nhìn thế này này, các bạn phải nhìn tinh ý này. Là nếu mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì oxy trước phản ứng chỉ nằm trong O2, chứ ở trong anh amin thì không có oxy. Và oxy sau phản ứng nằm trong CO2 và nước. Và hoàn toàn mình nhìn thấy rằng là nước có số mol rồi, oxy rồi. Vậy bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Thầy ghi ra cho chúng ta dễ nhìn hơn nhá. Chứ thực ra là chúng ta nhầm được. Nhưng thôi thầy ghi ra cho các bạn nhìn. Bảo toàn nguyên tố oxy thì mình có này. Oxy trước phản ứng nằm trong O2 này. 2 lần số mol O2. Oxy sau phản ứng nằm trong CO2 cũng 2 lần. Cộng với H2O là 1 lần. Vậy tới đây mình thay số vào mình sẽ tìm được số mol CO2. Nhá. Để tới đây mình thay số và mình sẽ tìm được số mol CO2. Số mol CO2 của mình sẽ bằng bao nhiêu ạ? 0,735 nhân 2 trừ đi 0,65. Được bao nhiêu chia cho 2, tại vì trong CO2 có 2 oxy. Vậy là 0,735 nhân 2 trừ 0,65 bằng chia 2 bằng 0,41. Số mol CO2 bằng 0,41. Đến đây chúng ta sẽ rất dễ bị lừa nếu chúng ta đi bảo toàn khối lượng.
đa số các bạn tới đây sẽ đi làm sao? Sẽ đi đại bảo năng lượng cộng CO2 cộng nước trừ oxy ra thằng này là toang. Bởi các bạn quên mất rằng có sự tồn tại của N2. Đúng không? Thế đến đây mình làm gì ạ? Thì anh này nó là amino đơn chức mà. Thì có phải dùng skill của thầy là ngon không? Số mol của cháy chính bằng số mol nước trừ số mol CO2 chia 1,5 không ạ? Các bạn bấm máy tính cho thầy xem bằng bao nhiêu. Tranh thủ thầy chào Hà Văn Phương nhé. Hello em. Chào tất cả các bạn và các em ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Và chúng ta tập trung vào xem cái skill này của thầy nhé. Bởi vì skill hay nhất nằm ở phía dưới ạ. Vừa nãy các bạn bảo là tại sao không có skill giải các câu vận dụng cao. Và skill hay nhất nằm ở phía cuối để giải các câu vận dụng cao nhá. Nó nằm ở phía cuối cơ. Nào mình có số mol nước mình tìm được rồi bằng 0,65 trừ số mol CO2 là 0,41 chia cho 1,5. 0,65 trừ đi 0,41 bằng chia 1,5 bằng 0,16. Vậy N cháy bằng 0,16. Với N cháy bằng 0,16 ấy, thì hoàn toàn đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon. Số carbon trung bình bằng NCO2 là 0,41 chia cho N cháy là 0,16. Bằng bao nhiêu ạ? 0,41 chia 0,16. 2,5625. 2,5625. Vậy suy ra công thức của amin nó sẽ là C2,5625. H đây. H2 nhân 2,2 nhân 2,5625 cộng với 3 bằng H8,125N. Và số mol cháy biết rồi, vừa tìm xong 0,16. Và câu chuyện bây giờ mình đi tìm cái khối lượng nhá. Mình đi tìm cái khối lượng của cái anh hỗn hợp amin này, nó câu chuyện rất đơn giản thôi. Mình lấy số mol này. Mình lấy số mol này mình nhân với phân tử khối. 0,16 nhân với mở ngoặc đơn 12 nhân 2,5625 cộng với 8,125 cộng với 14 bằng 8,46. 8,46. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Các bạn thấy skill thấy dã man không? Kinh điển không? Bao nhiêu bạn nắm được skill này rồi chấm cái để thầy biết nha. Ok, cảm ơn Kim Anh Nguyễn, Nguyễn Kim Anh. Cảm ơn Tô Ánh Nguyệt, cảm ơn Thanh Thúy, cảm ơn Hà Văn Phương, cảm ơn Phúc Candy nhá. Thank you các bạn rất nhiều. Đấy, Lê Vy Việt Anh comment đúng này. Lê Đế Đức chính xác này, rất tốt. Em thấy không? Skill thấy bá cháy không? Chưa sao không? Tiếp tục nhá. Tiếp tục. Câu 21 ạ. Glu và Frup thì đều như nào? Thì Glu và Frup thì nó đều có chung công thức phân tử là C6H12O6. Đây các bạn nhìn nhá. Top 1 sai lầm này, nhìn thấy có công thức phân tử tô luôn, toang luôn. Đây này, C6H12O5. Chết nhục. Glu và Frup thì đều phản ứng tráng bạc, đúng rồi. Vậy đáp án đúng là đáp án D, nhưng mà đều có nhóm CH2 là sai nhá, sai hoàn toàn luôn ạ. Được chưa? Nào, câu 22. Tên gọi của este HCO CH3 là gì ạ? Mê tín format, đúng không em? Mê tín format ạ. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 23 nào. Thủy phân tất cả các triglycerid đều thu được sản phẩm hữu cơ X. Mà tên công thức của X là. Nhiều bạn quên hết chất béo rồi. Thế khẳng định rằng là trong tất cả các bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay có rất nhiều bạn chọn sai câu này. Chúng ta cần phải nắm được là triglycerid nó sẽ có dạng là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Và khi nó thủy phân trong môi trường axit hay là trong môi trường kiềm thì nó đều luôn luôn thu được anh gì ạ? C3H5OH 3 lần. Và đáp án đúng công thức của X nó phải là gì ạ? Glycerol. C3H5OH 3 lần. Các bạn nhớ chưa? Đáp án đúng đáp án gì? Trầm cảm cuộc đời, câu 24. Cho các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng. Trầm cảm cuộc đời này. Bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Câu hỏi xoáy kinh khủng luôn. Thầy chờ đợi đấy ạ. Thầy chờ đợi các bạn cùng comment đáp án xem ạ.
Đây là một trong số những câu lý thuyết rất thú vị. Và số lượng các bạn sai rất nhiều. Tại vì đa số các bạn đều sợ là lý thuyết đếm đúng không? Ok ạ. Ôi đấy đấy, thầy thấy thấy không? Đứa là comment D nhá, đứa comment A nhá, thấy khác nhau chưa? Thấy bảo rồi mà. Bộ này nó thú vị lắm. Các bạn quan sát kỹ nhá, các bạn quan sát kỹ vào đây nhá. Tất cả các borat đều có phản ứng tủy phân sai lè. Monosaccharide, glucose và fructose không phản ứng tủy phân. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucose chính xác. Glu, và man đều phản ứng trắng bạc chính xác. Glucose là mất máu dính được brom chính xác tiếp. Vậy mình có bao nhiêu ạ? Bao nhiêu phát biểu đúng các em ơi? 2, 3, 4 chính xác. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án gì? Phải là đáp án A nhá. Phát biểu đúng của chúng ta phải là đáp án A. 3 phát biểu đúng. Được chưa? Thấy nhọ không? Đấy, mấy ông giải sai cứ bảo là mình đánh bàn phím nhầm. 25. 25 nỗi sầu của tuổi trẻ đây. 25 nỗi sầu của tuổi trẻ. Thì nghĩ rằng với câu 25 này các bạn cũng đã từng gặp nó rồi. Đúng không? Và câu 25 này các bạn cũng đã từng sai nhiều rồi. Hôm nay thầy hướng dẫn chúng ta cái cách giải nhanh câu 25. Lúc này đề bài lại cho chúng ta là amin rồi. Amin rồi. Amin là CX HI NT luôn rồi. Với không khí thì không khí nó gồm có nitơ và oxy. Tỷ lệ mol là 4 chia 1, bởi vì là oxy chiếm 20% trong không khí, còn nitơ thì chiếm gần 80 mà. 4 chia 1 có nghĩa là nếu thầy đặt oxy là amon thì nitơ là 4 amon. Vừa đủ nhá. Vừa đủ, đủ là đủ tính với oxy thôi ạ. Sau khi phản ứng thì thu được CO2. Chúng ta tìm được số mol đi ạ. 17,6 chia 44 bằng 0,4. H2O 12,6 chia 18 bằng 0,7. Và N2 là 69,44 chia 22,4 bằng 3,1. Đúng không ạ? Thế nhiều bạn bảo là ôi dồi đơn giản quá. Từ số mol nitơ này suy ra số mol nitơ này bảo toàn khối lượng luôn. Bảo toàn khối lượng luôn. Bảo toàn khối lượng là lấy khối lượng của amin chính bằng 12 lần CO2 cộng 2 lần N nước cộng với 28 lần N2. Và các bạn thay hết số mol này vào và các bạn chọn phải đáp án sai luôn. Nếu bài này mình áp dụng ngay công thức này ngay đầu, toàn. Các bạn biết tại sao lại toàn không ạ? À, cái lý do đơn giản là bởi vì anh nitơ này nó bao gồm hai anh là nitơ của không khí. Nitơ của không khí là 4A và nitơ của cháy, hay nói khác là nitơ của A là chưa biết. Và áp dụng công thức này thì công thức này chỉ áp dụng với nitơ của A thôi ạ. Đừng dại dột đi áp dụng lấy 3,1B nguyên 3,1 vào là toàn. Đấy các bạn nắm được chưa? Thế nhiệm vụ mình đi tìm là nitơ của A xong mình áp dụng công thức này là xong. Đây thì chỗ này phải ghi là nitơ của A thì mới đúng nha. Các bạn thấy chưa? Thế thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Đây các bạn nhìn nhá, thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này. Bảo toàn oxy. Thì oxy trước phản ứng chỉ nằm trong này. 2 nhân A bằng oxy sau phản ứng nằm trong CO2. 2 nhân 0,4 và oxy nằm trong nước cộng với 1 nhân 0,7. Vậy nên mình tìm được A. 2 nhân 0,4 cộng 0,7 bằng chia 2 bằng A bằng 0,75. Với A bằng 0,75 thì mình sẽ suy được 4A bằng 0,75 nhân 4 bằng 3. Ngon chưa? Nitơ trong không khí bằng 3. Vậy nitơ của A bằng 3,1 trừ 3 bằng 0,1. Nitơ của A bằng 0,1. Thay vào công thức là xong. Thế nên là cái việc mà mình nắm được công thức thôi. Nhưng mình phải hiểu được công thức các em nhá. Chứ mình mà không hiểu công thức, mình không hiểu bản chất là mình cũng vứt đi luôn à. Đây bằng này. 12 lần CO2 là 12 nhân 0,4.
cộng 2 lần n nước là 2 nhân 0,7. Cộng 28 lần n 2 là 28 nhân 0,1. Thì kết quả bằng 12 nhân 0,4 cộng 2 nhân 0,7 cộng 28 nhân 0,1 bằng 9. 9 tròn à? Xịn chưa? Xịn chưa? Xịn không ạ? 9 tròn nhé. Đây, mình có anh kia là 0,75 này nhân với lại 4 thì bằng 3 tròn luôn. Thì anh này bằng 0,1. Đúng không? N2 bằng 0,1 thì mình sẽ có là 12 nhân 0,4 cộng 2 nhân 0,7 cộng với 0,1 nhân 28. 9 tròn. Xịn chưa? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ. B. Bỏ. Rồi, chính xác. Câu 9. 9. Câu 25. 9 gam. 26 nè. Bắt đầu đến những câu hỏi xoáy đáp xoay rồi đây. Bắt đầu đến những câu hỏi xoáy đáp xoay rồi đây. Anh em comment đáp án xem những câu này đáp án gì. Hỏi xoáy đáp cực xoay luôn. Mình có một con bot rất to nha, mình có một con bot rất to ở câu cuối cùng. Câu 26, chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch Argon ba dư đun nóng, lưu ý nhá, không xảy ra phản ứng trắng bạc. Không xảy ra phản ứng trắng bạc. Maltose có, fructose có, glu có, không là C, dễ ẹt. 27 nào. 27 nào. Chất nào dưới đây khi cho dung dịch A, chất X có đặc điểm như sau. Chất X có đặc điểm sau. Phân tử nhiều nhóm H. Ôi giời, trong bọn này thằng nào chả có, cũng có nhiều, sen có, sắt có, glu có, sắt. Có vị ngọt thằng nào cũng có. Hòa tan siêu phát lần ở nhiệt độ thường thì loại được sen không hòa tan. Phân tử có liên kết glycosid và làm mất màu nước brom, vậy loại được tiếp thằng sắt và thằng glu. Glu không có glycosid. Glu không có glycosid anh em ạ. Đây này, yêu cầu có glycosid này, anh em toang hết luôn. Có liên kết glycosid thì nó phải là maltose ạ. Nhục chưa? Thấy không? Thấy không? Làm mất màu nước brom thì không thể xác. Đấy, thấy không? Câu 28 chứng tỏ các bạn cần phải học lý thuyết nhiều hơn và phải cần theo dõi thầy Minh thật nhiều trong những cái phần về lý thuyết. Câu 28 nào. Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng trắng bạc. Ô, câu này dễ quá nhỉ. Trắng bạc phải có điều kiện là gì ạ? CHO này, HCOO này là trắng bạc. Thì mình có glu này, man này, acid formic này, aldehyde acetic. Thì glu, man thì ai biết rồi. Acid formic là HCOOH, thì viết ra đây đầu HCOO. Anhydride acetic là CH3CHO đầu chó. A, à, ngon luôn. 283. Úi dồi ôi, nhìn câu 29 sợ chết khiếp. Mình có hai bot. Một bot là câu 29 và một bot là câu 30 các em. Rồi các bạn cùng ngắm cho thầy xem nào, câu 29 đáp án gì. Rồi, thầy nhìn thấy đáp án của các bạn rồi, nhưng các bạn cùng comment xem nào, 29 đáp án gì. Comment để chứng minh rằng nếu mình có sai thì là mình dũng cảm. Còn mình đúng là mình thông minh. 29 ạ. Nào các bạn comment xem nào. Bot đây, bot lý thuyết. Thì có bot bài tập. Glucose và xác đều là chất rắn có vị ngọt và dễ tan trong nước. Đúng hay sai? Glucose và xác đều là chất rắn và có vị ngọt và dễ tan trong nước. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Tinh bột và sen thì đều là polysaccharide. Chính xác. Trong dung dịch glucose và xác thì đều hòa tan siêu hai lần tạo phức màu xanh lam. Chính xác. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và xác trong môi trường axit thì chỉ thu được một loại monosaccharide duy nhất sai. Tinh bột thủy phân thì thu được alpha glu, còn xác thì thu được alpha glu và beta fructose. Khi đun nóng glucose hoặc fructose với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được bạc. Chính xác luôn. Chuẩn bài luôn nhá. F. Glucose và xác thì đều tác dụng với hydro. Thì cái này đúng, nhưng đều tạo ra được sorbitol là sai. Vậy mình chỉ có A, B, C, E, 4 nhận định đúng thôi. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C.
Được chưa? Đọc lại một lần nữa nhá. Glu sắc đều chất rắn vị ngọt dễ tan trong nước, chính xác. Tinh bột và sen đều là polysaccharide, chính xác. Trong dịch glu và sắc đều hòa tan sinh hóa hai lần tạo thành phức màu xanh lam, chính xác, bởi nó có hoạt đa kể. Khi đun nóng glucose của fructose trong dịch agno 3 trong NH3 thu được bạc, chính xác, bởi fructose trong môi trường kiềm thì chuyển hóa thành glu. Các bạn nhớ chưa? Vậy ở đây mình sẽ có A, B, C, E, 4 nhận định đúng. 4 nhận định đúng, vậy đáp án đúng là đáp án C. Đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án C. Tuyên Dương, tất cả các bạn đã chọn đáp án C nhá. Và bây giờ chúng ta săn bót cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Một câu trong đề thi thử Trung học Thông Quốc gia của trường chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương lần 3 năm 2021. Các bạn nhìn thấy bót chưa? Các bạn nhìn thấy bót dã man không ạ? Chúng ta cùng làm thử xem nhá. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol. Hỗn hợp gồm 2 amin no, không nói đơn chức hay đa chức. Vậy 2 amin no thì công thức nó sẽ là CnH2n cộng 2 cộng xNx. Đây là công thức của 2 amin no. Và một ancan là CmH2m cộng 2. Cần vừa đủ oxy. Mình có số mol oxy 22,12 chia 22,4 bằng 0,9875. Thu được CO2 và H2O. Số mol CO2 bằng 0,5. Thế thì nhìn vào đây là ngay lập tức mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là mình tìm được số mol nước luôn. Đúng không? Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này, 0,9875 nhân 2 trừ đi 0,5 nhân 2 bằng 0,975. Được chưa? Và đến đây, bây giờ chúng ta sử dụng một skill của thầy để mình tăng tốc độ giải. Đây chúng ta cũng quan sát nhé, skill của thầy như sau. Mình nhìn thấy này, là ancan cháy luôn luôn cho nở nước lớn hơn nở CO2. Ờ đúng không? Ancan cháy luôn cho nở nước lớn hơn nở CO2 mà. Đúng chưa? Và mình nhìn thấy ở đây là nở nước lớn hơn nở CO2 thật. Nhá. Bài này cho một ancan mà. Thế còn amino này thì luôn luôn có điều gì xảy ra? Thầy viết, thầy chứng minh cho các bạn cùng nhìn nhá. CnH 2N chứng minh skill cho bạn cùng nhìn. Cộng X NX cộng oxy thì tạo thành NCO2 cộng với lại N cộng 1 cộng 0,5X H2O cộng với 0,5X N2. Thế không cần cân bằng oxy nữa. Thế nếu số mol cháy ở đây là 1 mol thì số mol CO2 là N, thì số mol nước là N cộng 1 cộng 0,5X và số mol N2 là 0,5X. Nên mình sẽ thấy một điều thế này. Nếu mình lấy N nước, mình trừ N CO2 và mình trừ đi N N2 thì nó luôn luôn bằng N cháy. Đúng không? Đây nhé. N nước là N cộng 1 cộng 0,5X, đúng không? Mình trừ đi N CO2 thì chỉ còn là 1 cộng 0,5X. Trừ nốt 0,5X thì bằng 1, đúng bằng N cháy chưa? Nên đây là công thức đặc biệt nhất được sử dụng để áp dụng với mọi dạng bài tập cháy amino. Các bạn nhớ chưa? Thầy vừa giúp chúng ta cách chứng minh công thức. Còn lại thường các bạn học của thầy ấy, thì các bạn ấy nắm được luôn công thức này rồi. Nắm xịn sỏ luôn. Thế thì cái anh amino cháy này nó cũng tương tự như anh ancan rồi. Đúng không? Mà số mol hỗn hợp này bằng 0,3 mol. Vậy câu chuyện chúng ta bây giờ cần thay vào công thức thôi ạ. Bởi vì ancan cũng có điều này. Nên mình sẽ luôn luôn có. Suy ra. Thế vào đây thôi ạ. N nước biết rồi. 0,975 trừ N CO2. 0,5. Đúng không? Trừ N N2. Bằng N cháy 0,3. Vậy tới đây mình tìm được NN2. Các em thấy không? Nếu các em nắm được công thức này thì các em giải rất nhanh. Vèo phát xong. 0,975 trừ 0,5
bằng trừ 0,3 bằng 0,175. 0,175. Đấy, vậy mình tìm được anh nitơ ở trong này bằng 0,175. Được không ạ? Nhưng ở đây đề bài lại nói là mặt khác đốt cháy 2,57 gam mỗi hợp ích cơ. Đốt cháy 2,57 gam mỗi hợp ích cơ, nó khác nhau đấy ạ. Bây giờ mình cần tìm xem là khối lượng hỗn hợp X ở bên trong 0,3 mol này là bằng bao nhiêu bằng phương pháp bảo toàn khối lượng. Mình bảo toàn khối lượng thì mình có khối lượng của nitơ 0,175 x 28 cộng khối lượng của CO2 0,5 x 44. Đây, thì ghi xuống dưới này nhá. Bảo toàn khối lượng thì ta có là khối lượng của 0,3 mol hỗn hợp này là hỗn hợp X, hỗn hợp X cộng với khối lượng của O2 thì bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước cộng khối lượng của N2. Và ở đây thì chúng ta sẽ tìm được khối lượng của 0,3 mol hỗn hợp X bằng. Đấy, bây giờ mình đi cộng nữa. CO2 biết rồi, 0,5 0,5 x 44 N2 0,175 x 28 H2O 0,975 x 18 trừ đi O2 0,9875 x 32 bằng 12,85 gam ạ. 12,85 gam. Mà ở đây đề bài hỏi là 2,57 gam. Thì các bạn lưu ý cho thầy nhá. Với suy ra này, 12,85 gam hỗn hợp X thì đốt cháy sinh ra 0,175 mol nitơ. 0,175 mol nitơ. Vậy bài này đề bài nói đây, 2,57 gam hỗn hợp X. Vậy 2,57 gam hỗn hợp X thì sinh ra bao nhiêu? Bài toán tỷ lệ thuận dễ ợt. 12,85 chia cho 2,57 bằng 5, gấp 5 lần. Có nghĩa anh này gấp 5 lần anh này. Vậy chỗ này phải chia chỗ 5. 0,175 chia 5 bằng 0,035 mol N2. Các em thấy xịn chưa? Hoàn toàn mình tìm được đáp án thôi. 0,035 mà nhân với 2,4 bằng 0,784. Đáp án chính xác nhất của chúng ta, nó là đáp án A. Ok. Và ngày hôm nay thầy vừa mới hướng dẫn cho ông ta các skill kinh điển để giải bài tập cháy amin. Một trong số những cái dạng bài tập rất dễ hay thi và thường hay xuất hiện trong các đề thi giữa học kỳ một giai đoạn này. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi kết quả học ngày hôm nay của thầy.